Hello, xin chào chị đã quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn của Tặng Táo nha. Và hôm nay em sẽ quay cho chị xem một chiếc xe phân khúc hạng B có cơ cho trời luôn. Đây là Hyundai Accent anh chị, trang bị động cơ 1.4 lít bản đặc biệt, bản cao cấp nhất đời 2018. Và đây là cái biển số màu vàng, có nghĩa là như thế này, anh chủ người ta mới đăng ký biển vàng cách đây 2 tháng thôi. Có nghĩa là anh chạy không phù hợp cho nên anh bán xe luôn. Và đây là xe cá nhân đứng tên một chủ duy nhất ngay từ đầu luôn. Đó, cà vẹt một chủ duy nhất ngay từ đầu cho tới bây giờ, đăng ký là 2018. Chắc xe đi được 66.000 cây số nha anh chị. Đó, xe mang nước sơn màu trắng nè, biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nếu như anh chị mà đang mua chiếc xe này thì bên em sẽ hỗ trợ đăng ký lại cái biển số màu trắng cho anh chị ha. Đó. Đây, xe thì còn rất là đẹp, chất lượng. Có nghĩa là đi 66.000 nhưng mà bảo dưỡng đầy đủ nha anh chị. Bảo dưỡng đầy đủ luôn. Hyundai Accent 4 vỏ được mới thay về cui luôn chị. 4 vỏ tất nhiên phải thay rồi, 66.000 là phải thay hết rồi. Còn dài cực kỳ luôn. Phanh trước phanh sau là phanh đĩa nè. Có Aphanh ABS, có cân bằng điện tử, có hỗ trợ khành ngăn dốc, có phân bổ lực phanh 6 túi khí luôn. 6 loa. Đây, chóa đèn của Hyundai Accent nè, nó đèn bi halogen cũng như là bên trong là bóng halogen nhưng mà bi ha, giúp cho ánh sáng nó tập trung hơn. Và đây là một cái dãy đèn led chạy ban ngày nè. Cái này em không có mở cho nên không có thấy được. Đây là dãy đèn led nè. Còn đây là ốp mạ chrome nè, có nghĩa là anh chủ người ta lắp thêm anh chị. Ốp mạ chrome. Mặt ca lăng của Hyundai Accent nè. Với những thanh mạ chrome giúp cho chiếc xe nó sáng cực kỳ luôn ha. Đây. Đèn gầm nhận bi, xung quanh là những cái ốp mạ chrome. Hyundai Accent 2018. Nhìn nó cứng cáp, nhìn nó ok lắm. Đèn xi nhan báo rẽ nè, trên gương. Và wow, xe mình còn đăng kiểm tới tháng 10/2022 luôn anh chị. Mâm là mâm đúc ha, mâm này là mâm của bản đặc biệt mới có nè. Bản đặc biệt là mâm 5 chấu cỡ lớn. Mâm phay sơn hai màu. Rồi, trên tay nắm cửa có nút mở khóa thông minh nè. Mạc rơm luôn, ốp chống chày nè. Đây, với những thanh mạc rơm trên cánh cửa nè, giúp cho chiếc xe nó sáng trưng luôn, rực rỡ luôn, sáng sủa lắm. Cho anh chị xem cái tấp bi cửa nè anh chị thấy không, cái đầu mới của nó nè. Xem cái đầu mới đi, bọc da luôn, mạc rơm luôn, mới tinh nha. Keo nè, keo chỉ đồ nè, còn đẹp cực kỳ luôn chị. Xe bên em đảm bảo lắm, đầu vào kiểm tra cực kỹ luôn, cho nên bán ra luôn luôn có cam kết, có bảo hành cho anh chị ha. Hỗ trợ anh chị xếp hãng thoải mái, yên tâm. Nếu mà nghi ngờ vấn đề gì cứ đưa vô hãng mà kiểm tra, đây xe là không thể nào giấu được. Cơ số trời nè anh chị. Xe phân khúc hạng B có cơ số trời luôn, bản đặc biệt cao cấp nhất. Cơ số trời nhìn nó thoáng đãng, rộng rãi cực kỳ. Trang bị 6 túi khí ha. Ghế nè, có túi khí trên ghế luôn nè, hai bên nè. Tổng cộng là 6 túi khí nha anh chị. Ghế da nè, anh chị thấy em độ mới của nó nè. Da có lỗ thông gió, ngồi nó mát lắm. Hyundai Accent phải nói thiết kế nhìn nó nhiều công nghệ, nhiều xanh. Đây phải nói là một trong những dòng xe bán luôn luôn đứng đầu, đứng nhì ha, nhất nhì thị trường ở Việt Nam. Hyundai Accent có gà tự động luôn nè anh chị. Gà tự động nè, rồi là những cái nút điều khiển âm thanh rồi, còn mới tinh luôn anh chị thấy không. Cho anh chị xem cái độ mới của nó, bọc da nè. Đi 66.000 cây số, có đề nổ start tới luôn. Hệ thống điều hòa tự động. Hệ thống điều hòa tự động luôn nè anh chị. Con số nè. Màn hình thì tích hợp theo xe rồi, AVN ha, nhà máy AVN lắp cho Hyundai. Rồi có kết hợp với Apple CarPlay nè, rồi là Bluetooth, đầy đủ hết. Có USB, có cổng sạc, rồi có mồi thuốc. Màn hình nè, camera hành trình theo xe luôn, anh chủ ta lắp thêm nha. Rồi xe này thì bên Toán đang chào bán là 462 triệu. Đó, giá cả còn thương lượng cho anh chị nào mà thiện chí. Đến xem xe trực tiếp tại showroom nha, nhanh gọn lẹ, bên em hỗ trợ giá tốt nhất luôn. Nếu mà anh chị nào mà về khác tỉnh thành phố Hồ Chí Minh thì bên em khác thành phố Hồ Chí Minh thì bên em sẽ bao gút hồ sơ. Hỗ trợ gút hồ sơ cho anh chị. Đây, hàng ghế sau nè anh chị thấy không? Hầu như là không có người ngồi luôn, mới tinh luôn. Đăng ký biển vàng nhưng mà thật sự không có chạy bao nhiêu hết. Xe thì chỉ đi gia đình thôi, mới đăng ký biển vàng cách đây 2 tháng. Không chạy không phù hợp anh chị, người ta đổi đời lên xe, ta bán luôn chiếc này. 4 vỏ dày cui luôn. Chị thấy không, thấy những cái khe hở nè, còn liền lạc lắm. Này là ốp thêm nè, inox nè. Phía sau có camera dê, có cam lùi đầy đủ luôn. Cốp là mở bằng công tắc điện đây luôn, tiện lắm. Cho chị xem nè. Khung xương rồi nè, chị thấy không.
đầu vào bên em kiểm tra cực kỹ luôn nè, kỹ lắm. Xe chuẩn chỉ mua vào công ty nha, xe đẹp, xe lỗi là xe đẹp mới mua, chứ xe lỗi là không mua đâu. Năm đụng tai nạn rồi là nhìn là biết ngay nha. Cho nên anh chị yên tâm, bán xe luôn có bao chết hãng, có bảo hành mà. Anh chị nào mà theo dõi kênh bên em thì nói chung là biết cái chất lượng bên em như thế nào đó ha. Bán xe lỗi là không có bán đâu. Mọi thứ ok lắm, mới tin luôn chị. Cửa sổ trời rộng rãi đâu. Đi nóc chống chày luôn nè. Đặc biệt không có cửa gió hàng ghế sau, không có bị tai luôn. Mẫu 29 trở lên sẽ có, đời 2019 á, sẽ có luôn cái cửa gió hàng ghế sau. Tóc bị cửa ngay phía tài xế nè, đó anh chị thấy không? Khu vực ngay tài xế sử dụng nhiều nhất mà, nhưng mà thấy không? Còn mới luôn, mới tinh luôn nè anh chị thấy không? Đó, xem cái độ mới của nó nè, không có bị hao mòn luôn. Xem là biết ngay xe như thế nào rồi nha, anh chị tự đánh giá. Xe bên em bán là có sao nó vậy à, đã kêu chỉ tôi nè. Lường rồi ok lắm, ghế nè, ghế tài xế nếu mà chạy dịch vụ đi nhiều ở đây nó sẽ bị gách gì bong chóc hết. Đó, này mới tinh luôn. Ốc luôn nè. Có cân bằng điện tử luôn nè. Đi 66.000 cây và hạn nhắc nhở bảo dưỡng là 71.000. Vào tháng 8 2022 có nghĩa là thêm 5.000 cây nữa. 5.000 cây nữa. Xe có cửa sổ trời, có cam da theo xe luôn. Mở cho anh chị xem, rõ nét lắm. Cam da rõ nét luôn nè. Giúp anh chị lùi vào xe, vào bãi, vào kho rồi dễ dàng lắm. Đó, xe này bên em vẫn còn hỗ trợ ngân hàng cho chị luôn ha, 60-70% giá trị xe. Anh chị nào quan tâm cứ liên hệ cho Toán nha, 0933 993 122 hoặc là 0355 966 588. Bên em hỗ trợ nhiệt tình cho chị luôn. Cho anh chị xem lại nội thất một lần nữa này, mới lắm. Đây là showroom auto xuyên Việt bên em nè anh chị. Số 46 đường GS4 phường Cộng Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Bình Dương nha. Ngay sau lưng BC Dĩ An á, bây giờ là siêu thị Go á, và cách cầu Vượt Linh Xuân tầm khoảng 2 cây số thôi. Bên em về rất là nhiều xe luôn. Innova nè, Innova 25 này bên em mới nhận cọc chuẩn bị giao rồi. Hoặc là Kia Rondo, Focus, Mazda 3, Cerato 2019 máy 2.0 mới vừa về luôn, Vios 2018 bản E số tự động 29 luôn. Có rất là nhiều xe bên trong, còn nhiều xe cho anh chị lựa chọn luôn. Rồi, em sẽ quay khoang máy cho anh chị xem ha. Có nghĩa là những cái chỗ chạy suốt này bên em sẽ làm đẹp lại cho anh chị nè. Đây là cái khoang máy nè, bên em mới làm spa xong, có nghĩa là mới có dọn spa xong rồi. Bên em về nhiều xe, có nghĩa là làm ưu tiên làm đẹp những chiếc xe chuẩn bị giao, cho nên mới làm ba xong cái con khoang máy động cơ của xe này. Bên em quay luôn, Tổng quay luôn cho chị xem, động cơ đang nổ nữa nè. Mới tinh luôn ha, và 100% xe em bán ra luôn, có cam kết rồi, động cơ số chưa từng bị tu, khung rầm là nguyên bản, không có tai nạn thì tích. Thì kích nha, giấy tờ pháp lý rõ ràng, hợp lệ sang tên. Bên em bán xe có hỗ trợ quay đầu thoải mái luôn, anh chị nào muốn lên đời đổi xe bên em hỗ trợ thu mua giá cả tốt luôn. Em cũng có thu mua xe cũ, chị có xe muốn bán bên em hỗ trợ thu mua xe tại nhà luôn, giá cao giá hợp lý luôn nha anh chị. Anh chị có xe muốn bán cứ gọi cho Toán nha. Rồi, cảm ơn chị đã xem theo dõi video nha, chúc anh chị mua được chiếc xe ý nè. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo, bye bye.